chỉ những người được đích danh trên môi trường số mới được livestream. Cái thứ hai, đã livestream thì phải công bố địa điểm thời gian. Và thứ ba, nếu như dùng livestream để bán hàng có thu thì phải cung cấp thông tin cho cơ sở thu thuế. Bộ Thông tin Truyền thông xin phép được khẳng định là không có sự hợp tác giữa các đài báo với các công ty làm quảng cáo. Và Bộ Thông tin Truyền thông cũng không cấp bất kỳ một loại giấy phép nào liên quan đến việc này. Đây là hành vi giả mạo, cắt dán, nắp ghép một số nội dung của đài báo vào quảng cáo. Và đây là hành vi vi phạm pháp luật. Ngăn chặn thông tin xấu độc ở Việt Nam thì thực sự là một việc khó khăn. Lực lượng thì mỏng, trong khi đó một người Việt Nam hiện nay có gần 4 tài khoản trên các mạng xã hội khác nhau. Nhiều cử tri đánh giá rất cao, Bộ đã tập trung cho kinh tế số, xã hội số và chính quyền số, nhưng cũng cho rằng chính vì thế mà Bộ chưa quan tâm tập trung cho công tác quản lý nhà nước về mạng xã hội, nên để vụ việc xảy ra thì mới tiến hành thanh tra, kiểm tra và dẫn đến báo hóa mạng xã hội và mạng xã hội thì hóa báo, cũng như còn lúng túng chậm xử lý những vi phạm của bà Nguyễn Phương Hằng trong việc thường xuyên đưa tin không kiểm chứng, có lời lẽ xúc phạm đến uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân. Bộ Thông tin Truyền thông ấy thì liệu rằng là vừa rồi thì say sưa với công nghệ thì có quên mất cái mảng quản lý nhà nước không, có quên mất cái mảng về thể chế không, thì chắc là câu hỏi liên quan đến bộ trưởng là dân công nghệ thì chắc là hơi chú trọng vào chuyện phát triển công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, các nền tảng số. Thì báo cáo với các đại biểu Quốc hội là có thể rằng là đi hai chân thì cũng có lúc là chân này thì nhiều hơn chân kia, nhưng cũng xin báo cáo rằng là chúng tôi vẫn coi thể chế là đầu tiên, lúc nào cũng nói thể chế là số một. Thì vừa qua thì thí dụ như là có một số cái vấn đề thể chế đi sau, thí dụ như xử lý cái vụ mà livestream của Nguyễn Phương Hằng ấy, là lúc đấy chúng ta chưa có quy định pháp luật nào về cái chuyện là quản lý cái hành vi livestream như thế nào. Thì sau cái vụ việc đấy thì tất nhiên chúng ta đã dùng những cái thể chế cũ, thì chúng ta cũng đã xử phạt hành chính 2 lần, sau đó chuyển cho cơ quan hình sự bên công an và hiện nay đang xử lý. Và trong cái nghị định mà 72, mà cái nghị định đấy là đến đoạn cuối rồi, Thủ tướng Chính phủ sẽ ký trong năm nay, trong đấy quy định rất rõ livestream là chỉ những người được đích danh trên môi trường số mới được livestream. Cái thứ hai, đã livestream thì phải công bố địa điểm thời gian. Và thứ ba, nếu như dùng livestream để bán hàng có thu thì phải cung cấp thông tin cho cơ sở thu thuế. Tôi cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời những vấn đề tôi đặt ra về quản lý mạng xã hội. Tuy nhiên, chậm lúng túng trong việc xử lý vụ việc vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng trên lĩnh vực mạng xã hội, và là trách nhiệm của Bộ trưởng cũng như là việc xử lý tập thể cá nhân mà quản lý nhà nước để xảy ra việc này, và Bộ có rút kinh nghiệm về việc này như thế nào, thì Bộ trưởng chưa trả lời tôi về những vấn đề nêu trên. Tôi mong muốn Bộ trưởng sẽ chia sẻ thực chất về việc này. Lật lại một số vụ việc mà cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông đã xử lý về việc vi phạm trên mạng xã hội, thì tôi cho thấy rằng là các cơ quan xử lý rất nhanh, chứ không phải chỉ có Bộ trưởng nói rằng là thiếu hành lang pháp lý khi vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng xảy ra. Như vậy thì có phải chăng là những người vi phạm mà ít tiền hay là không có tiền thì xử lý ngay và luôn được, còn người có tiền thì sẽ là chậm và nghe ngóng trước xử lý sau? Quản lý nhà nước nó phải chắc tay thì mới làm được, quản lý nhà nước mà chưa chắc tay là rất khó làm. Khi mà Nguyễn Phương Hằng livestream thì lúc đấy chúng ta chưa có, chúng nó là một cái công nghệ hoàn toàn mới luôn, tất cả các thể chế của chúng ta là chưa có một cái quy định về việc này, thì chúng ta vùng những hình thức khác để chúng ta xử lý phạt hành chính và sau đó chuyển cơ quan, và bây giờ chúng ta đưa vào luật, đưa vào nghị định thì chắc chắn là chúng ta xử lý rất là gọn gàng, quy định rất là rõ như tôi vừa nói. Thế còn có chuyện là có tiền thì làm, không có tiền thì không làm, không, đến giờ đến đây thì tôi có thể khẳng định rằng các cơ quan của Bộ Thông tin Truyền thông không có việc này. Còn nếu mà giả sử có thể có mà tôi không biết, nhưng mà tôi tự tin nói rằng không có việc này. Không có cái chuyện chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa mà lại có cái việc là có tiền thì xử lý, không có tiền thì không xử lý. Tôi nghĩ không có việc này trong chế độ của chúng ta. Tôi tiếp nhận thông tin của các cử tri đang theo dõi phiên chất vấn Bộ trưởng. Thì cử tri có đề nghị rằng là Bộ trưởng nên trả lời thẳng vào vấn đề
Đối với việc người dân cho rằng các quảng cáo về thực phẩm chức năng chạy trên các nền tảng số, những nội dung có hình ảnh không phù hợp lứa tuổi, thuần phong mỹ tục xuất hiện thường xuyên trên các thiết bị dù họ không có nhu cầu xem, được các cơ quan đơn vị truyền thông, trong đó có báo điện tử, các đài phát thanh truyền hình phối hợp đơn vị quảng cáo thực hiện, Bộ Thông tin Truyền thông đồng ý cho phát hành mà chưa được kiểm soát quản lý chặt chẽ nội dung hình ảnh. Khi chúng ta xem YouTube ở nhà trên TV thì cái quảng cáo là tự xuất hiện mà không theo mong muốn của chúng ta. Đây là thuật toán hướng đối tượng của các nền tảng xuyên biên giới như YouTube và cũng là một mô hình kinh doanh của họ. Thì cái khó mà quảng cáo hướng đối tượng ấy là người A nhìn thấy nhưng mà người B không nhìn thấy. Và cơ quan quản lý nhà nước thì chưa có công cụ để phát hiện ra các cái quảng cáo mang tính đối tượng, mang hướng đối tượng này. Trước đây là quảng cáo quảng bá thì mọi người nhìn thấy, quản lý nhà nước nhìn thấy. Thì bây giờ chỉ quản lý riêng cho đối tượng đấy thôi. Người dân mà nhìn thấy thì cũng không lưu được cái quảng cáo này để mà bà gửi cho các cơ quan quản lý để xử lý. Thì gần đây ấy, thì cách làm của Bộ Thông tin Truyền thông ấy là chụp ảnh màn hình gửi đến Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Thông tin Truyền thông dùng cái ảnh này để yêu cầu là các cái nền tảng xuyên biên giới, thí dụ như YouTube, gỡ xuống. Thì lúc đầu là YouTube cũng không có công cụ để gỡ, để mà rà soát và gỡ. Họ cũng phải mất 6 tháng mới phát triển được công cụ này. Và cái công cụ này mới bắt đầu đưa vào vận hành thí điểm ở Việt Nam đầu tiên ấy, được một tháng này. Bộ Thông tin Truyền thông xin phép được khẳng định là không có sự hợp tác này giữa các đài báo với các công ty làm quảng cáo. Và Bộ Thông tin Truyền thông cũng không cấp bất kỳ một loại giấy phép nào liên quan đến việc này. Đây là hành vi giả mạo, cắt dán, nắp ghép một số nội dung của đài báo vào quảng cáo. Và đây là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này nở rộ từ 2021 đến nay, mà chủ yếu là trên Facebook và YouTube. Bộ đã chỉ đạo các cái đài báo tuyên truyền để người dân biết về cái hành vi vi phạm quảng cáo này, giả mạo. Đã yêu cầu YouTube và Facebook tháo gỡ các cái quảng cáo này. Ngăn chặn tác hại của thông tin xấu độc trên không gian mạng là việc không dễ dàng. Xử lý một trường hợp đưa tin thất thiệt cũng rất là vất vả, khó khăn. Và nếu xử lý không cẩn thận thì có thể lại dẫn đến tình trạng PR cho người muốn đốt đèn, muốn nổi tiếng. Vậy giải pháp nào theo Bộ trưởng là triệt để căn cơ nhất khi lực lượng của ngành thông tin truyền thông thì mỏng mà chúng ta có hàng chục triệu tài khoản trên các mạng xã hội, trong đó nhiều tài khoản có địa chỉ ở nước ngoài. Việc ngăn chặn thông tin xấu độc thì ở Việt Nam thì thực sự là một việc khó khăn. Lực lượng thì mỏng. Trong khi đó một người Việt Nam hiện nay có gần 4 tài khoản trên các mạng xã hội khác nhau. Đây là một con số cao. Thì chúng tôi nghĩ như thế này, giải pháp căn bản. Bây giờ thế giới thực ra sao thì lên không gian mạng như vậy. Ai quản lý cái gì ở trên thế giới thực thì sang không gian mạng quản lý cái đó. Tức là tất cả chúng ta phải vào cuộc. Các bộ ngành thì quản lý lĩnh vực mình trên không gian mạng, các địa phương cũng quản lý lĩnh vực của mình trên không gian mạng. Rồi sau đấy còn đến các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà trường và thậm chí đến mức tế bào xã hội là gia đình. Mình quản lý con cái trong đời thực thì cũng quản lý con cái trên không gian mạng. Chỉ như vậy toàn bộ xã hội vào cuộc thì chúng ta mới có thể giải quyết được căn cơ những vấn đề trên không gian mạng. Một mình Bộ Thông tin Truyền thông, một mình Bộ Công an hiện nay đang là hai lực lượng chính không xoạch. Trên các nền tảng và trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo hay TikTok thì hàng giả và hàng nhái được chào bán một cách rất là công khai. Và chúng ta rất dễ là tìm được các cái quảng cáo như là super fake, rồi fake 1, fake 2. Thế rồi những quảng cáo như là đồng hồ Patek Philippe mà có 20 triệu bán rất là công khai. Thì đây là cái vấn đề mà tôi cho rằng là một vấn nạn mà đang cần phải siết lại và cần phải xử lý. Quảng cáo thì hiện nay ấy, trước đây là nó chỉ có trên một cái phương tiện là các cơ quan báo chí, tức là báo, tạp chí, các đài. Thì cơ bản ấy,
là quy định luật pháp Việt Nam ấy, là những cái cơ quan này ấy, là phải rà soát và đảm bảo rằng những cái quảng cáo đấy ấy, là thực hiện đúng pháp luật. Thì cơ bản là các cái cơ quan này thực hiện tốt. Khoảng 2 năm, 3 năm vừa qua, 2 năm thì đúng hơn, thì nó có một hình thức mới gọi là quảng cáo Ad Network, tức là các báo điện tử, các tạp chí điện tử, trang tin điện tử là có bán một khoảng trống ở trên cái mặt, cái trang nhất của mình, các cái trang của mình. Và sau đó thì công ty quảng cáo nước ngoài ấy, là có thể đưa đấy vào các nội dung quảng cáo. Và các cái cơ quan báo chí của chúng ta gần như là buông toàn bộ, muốn đưa vào đấy cái gì cũng được, bỏ đi cái phần là chịu trách nhiệm. Thì vừa qua Bộ Thông tin Truyền thông ấy, đã sửa các văn bản, các cái nghị định và đã tổ chức thanh tra kiểm tra. Thì các cái cơ quan báo chí, tạp chí, báo điện tử, thế rồi trang tin đã ý thức cái việc này. Và vấn đề mà những cái quảng cáo sai trên các cái phương tiện này là tương đối tốt. Hiện nay vấn đề chủ yếu xảy ra là trên các nền tảng xuyên biên giới. Quảng cáo trên Facebook, quảng cáo trên YouTube là rất nhiều những quảng cáo sai quy định pháp luật. Thì các cái giải pháp mà Bộ Thông tin Truyền thông sẽ thực hiện thời gian tới, một là sẽ chính thức tổ chức thanh tra các nền tảng xuyên biên giới về vấn đề quảng cáo. Thì thứ hai là những thông tin mà quảng cáo sai sự thật hay quảng cáo, nhất là các cái thực phẩm chức năng, thì nó lại thuộc các bộ chuyên ngành. Thì chúng ta phải xác minh xem là quảng cáo này đã đúng pháp luật chưa. Thế cho nên cũng rất mong muốn là các cái bộ ngành rồi các địa phương trong thẩm quyền của mình cùng vào cuộc, cùng rà soát không gian của mình, cùng rà soát lĩnh vực của mình, thẩm tra, đánh giá. Bộ Thông tin Truyền thông thì có thể rà quét, có thể phát hiện. Thế nhưng mà về mặt pháp luật để khẳng định cái này là sai thì phải là các cái bộ chuyên ngành. Một lần nữa tôi cũng muốn truyền đi một thông điệp là các bộ, các ngành, các địa phương cùng chung tay để xử lý vấn đề quảng cáo sai sự thật trên các cái nền tảng xuyên biên giới. Nhiều người dân nhận được các cuộc gọi thông báo mình đã vi phạm pháp luật ở một số lĩnh vực như giao thông, xây dựng, mua bán, vân vân, và yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản hoặc chuyển khoản nộp phạt, nếu không thì sẽ chuyển cơ quan điều tra khởi tố. Vấn đề ở đây là tại sao những kẻ lừa đảo này lại biết chính xác tên tuổi, địa chỉ, nơi làm việc, thậm chí là cả chức danh, chức vụ của bị hại. Như vậy thì có vẻ như là bằng cách nào đó thì thông tin cá nhân là của công dân đã bị lộ lọt để cho những kẻ xấu này khai thác. Nguyên nhân thì có hai nhóm nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân kỹ thuật. Thì một số tổ chức, doanh nghiệp mà thu thập thông tin cá nhân ấy, thì chưa đảm bảo an toàn, cho nên bị hacker tấn công và lấy cắp được dữ liệu. Hiện nay mà trên chợ đen ấy, mà bán dữ liệu Việt Nam ấy, theo báo cáo Bộ Công an ấy, là có đến 1.300 GB. Tính ra là hàng tỷ thông tin đấy. Nó có nguyên nhân phi kỹ thuật. Lúc sáng tôi có nói là người dân thì dễ dãi trong việc cung cấp thông tin của cá nhân mình, chưa coi đây là tài sản mà tự mình phải bảo vệ. Cũng có việc là một số doanh nghiệp quản lý nội bộ kém để cho nhân viên dữ liệu lấy thông tin của doanh nghiệp bán ra bên ngoài. Một trong những giải pháp mà tôi nghĩ là cũng rất là tốt mới làm là yêu cầu các cơ quan nhà nước, yêu cầu các doanh nghiệp có chăm sóc khách hàng. Mà khi muốn tiếp cận người dân hay khách hàng thì làm việc với nhà mạng để hiện tên, chứ không hiện số điện thoại. Và làm như vậy thì khi mà hiện tên thì người dân sẽ tin, và khi mà hiện một số điện thoại mà lừa đảo, đe dọa thì mình không tin nữa. Thì nó phân biệt một cái cuộc gọi của một tổ chức có trách nhiệm với một cái lừa đảo.